rồi các đồng chí ơi, anh chị các bạn ơi, xỉn rồi. Quá tuyệt vời, không còn lời nào để mình diễn tả được. Quá tuyệt vời anh chị các bạn ạ, mình xỉn luôn á, nhìn thấy cuộc sống của người dân ở quê nhà làm cho mình cảm thấy rất là sung sướng. Các bạn thấy hồi sớm này mình like không được, tại vì cái đê đà của mình nó hết. Các bạn thấy cái người dân của mình ăn nên làm ra, họ luôn luôn vươn lên và tìm cái cuộc sống cho nó tốt hơn. Các bạn thấy nó không phải giống như những gì mà những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại và cái đám chân dân chủ cụi nó tiên truyền rồi anh chị các bạn. Anh chị các bạn tin tôi đi, tôi nói thật đấy, tôi yêu cái quê hương đất nước này hơn tất cả những gì, hơn tất cả những gì anh chị các bạn biết. Cái quê hương đất nước này đối với tôi nó làm cái gì đó, nó nằm ở trong cái trái tim của tôi và không có thể cái gì mà có thể đánh đổ được. Không phải tôi ra đây để tôi tuyên truyền cho ban tuyên giáo hay là bất cứ điều gì, bởi vì tôi đã nhìn thấy cái sự thật, cái cuộc sống, cái quê hương tôi trải mình rồi, và tôi muốn chia sẻ với các bạn để thấy được cái điều đó. Đừng bao giờ than phiền tổ quốc đã làm gì cho mình. Tôi nói thật đấy, mình đã làm được gì chưa cho tổ quốc. Anh chị các bạn thấy tuyệt vời không? Ở quê hương đất nước như thế này, người ta ăn no là ăn nên làm ra. Bỏ quê hương đất nước ra đi, có những người là đại gia qua xứ người ta cài tía má nhìn ông ra. Tôi chỉ mơ ước làm sao quê hương đất nước mình chỉ yên bình, đừng có tin mấy cái đám chống cộng cực đoan hải ngoại, tụi nó khốn nạn lắm. Tôi nói chuyện là tôi sống mấy chục năm ở đất Mỹ, tụi nó rất là xảo trá và biệt bợm, nó chỉ lừa quý vị thôi. Chứ cái thiên đường mà tư bản chủ nghĩa tam quyền quân lập nó không có anh chị các bạn ạ, không có đâu. Tôi đã muốn giật chập một cái chế độ mà đang gìn giữ, đang làm cho các bạn có cuộc sống yên bình, các bạn thấy không, thấy dễ thương kìa, rất là dễ thương.